Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi mới tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 20 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị khán giả thân mến, tối ngày 19 tháng 9, một trận mưa lớn đổ xuống Quảng Châu khiến khu đô thị ngập úng làm 4 người tử vong. Một trận mưa lớn vào đêm qua đã gây ra nhiều thảm họa như ngập úng và lở đất ở khu vực thành thị Quảng Châu. Tính đến 20 giờ 47 phút ngày 20 tháng 9 đã có 4 người chết. Vẫn còn mưa lớn ở đồng bằng sông Châu Giang phía Tây Quảng Đông và các nơi khác trong ngày 20 tháng 9. Theo Cục Quản lý Khẩn cấp Quảng Châu, trận mưa bão có cường độ lớn, lượng mưa khu vực lớn, phạm vi rộng và lượng mưa tính theo giờ trong trận mưa bão đã vượt kỷ lục lịch sử. Trong giờ đó, quận Hoàng Phố ghi nhận lượng mưa tối đa hàng giờ của thành phố là 177,8mm và lượng mưa tối đa trong 3 giờ là 298,5mm. Cả hai đều phá vỡ các giá trị cực đoan lịch sử của quận Hoàng Phố. Một trận lở đất và lở đất nhỏ đã xảy ra tại biệt thự Minh Quan ở quận Hoàng Phố, khiến 4 ngôi nhà bị sập và 2 người thiệt mạng. Các phương tiện bị mắc kẹt trong đường hầm đại lộ Khai Nguyên ở quận Hoàng Phố, khiến 2 người chết đuối. Theo China Weather Network, trong ngày mai và trong vài ngày tới, ở phía Tây Quảng Đông, đồng bằng sông Châu Giang và các nơi khác vẫn có mưa rông. Cục bộ sẽ có mưa to, thỉnh thoảng có mưa rào ở các khu vực khác. Nhiệt độ cao nhất ở hầu hết các nơi trong tỉnh vào khoảng 30 độ C đến 33 độ C. Dự báo vào cuối tuần này, các thành phố và quận như Thiều Quan, Thanh Viễn cũng sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to và dông. Mưa to cục bộ tại các thành phố và quận khác, lượng mưa có thể gây ra các thảm họa như lở đất và lở núi. Trận mưa lớn chỉ trong một đêm khiến thành phố ngập úng, thiệt hại nặng nề về người và của. Một số cư dân mạng đặt câu hỏi về hệ thống thoát nước của thành phố, vượt kỷ lục lịch sử chắc chắn không phải là lý do để trốn tránh trách nhiệm phải không? Rằng mỗi khi kỷ lục siêu lịch sử vượt quá số người chết, có phải là người không? Phòng chống ngập úng đô thị là việc nên làm trong thời bình và có lợi trong tương lai. Nhưng thành tích kiểu này thường là vô hình, bạn có động lực để làm điều đó không? Netizen chỉ ra rằng đô thị phát triển quá nhanh, hệ thống thoát nước đô thị xuống cấp nghiêm trọng, không theo kịp nhịp và thiết kế hệ thống thoát nước không phù hợp với khí hậu mưa nhiều ở miền Nam. Quý vị thân mến, bị ảnh hưởng bởi những trận mưa liên tục trong nhiều ngày, lũ lụt vượt quá mực nước cảnh báo đã xảy ra ở Yangtze, Futunxi và Yushi ở thượng lưu sông Minjiang, ở Phúc Kiến vào ngày 19 tháng 9. Hơn nữa, vẫn sẽ có mưa mạnh ở khu vực phía Bắc Phúc Kiến trong tuần tới và công tác phòng chống ngập úng ở thành thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét, cục bộ và các thảm họa khác sẽ trở nên nổi bật hơn. Văn phòng Kiểm soát lũ lụt tỉnh Phúc Kiến tiết lộ vào sáng ngày 19 tháng 9 rằng vào lúc 5 giờ cùng ngày, các trạm Yangtze Pucheng đã vượt quá mức cảnh báo là 0,85m, Yangjiang Station vượt mực nước cảnh báo là 2,44m, Suji vượt mực nước cảnh báo là 0,82m, Danggu vượt mực nước cảnh báo 1,69m và Kili Street đã vượt mực nước cảnh báo là 0,34m. Trạm Futuxi Guangjiang vượt mực nước cảnh báo là 0,17m và trạm Yangku vượt mực nước cảnh báo là 0,9m. Các trạm Yushi Banmian đã vượt mực nước cảnh báo lần lượt là 0,19m và Yanguang vượt mực nước cảnh báo là 0,24m. Đồng thời, mực nước của hồ chứa Suiku trên sông Manjiang đạt 59,61m vào lúc 6 giờ, lưu lượng dòng chảy vào 10.700 m khối mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 11.900 m khối mỗi giây. Mưa lớn đã rơi ở Phúc Kiến vào trước đó một ngày. Có nhiều trận mưa lớn trong thời gian ngắn ở các khu vực địa phương, bao gồm mưa to đến mưa lớn ở Nam Bình, San Minh và Long An. Theo thống kê, từ 8 giờ ngày 19 tháng 9 đến 7 giờ ngày 20 tháng 9, 18 huyện thành phố có lượng mưa từ 35 đến 59,9mm, 19 huyện thành phố có lượng mưa từ 60 đến 109,9mm, 5 huyện có lượng mưa trên 110mm. Quận với Nanping Pucheng 171mm là lớn nhất. Phúc Kiến đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào sáng ngày 20 tháng 9. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, ba thành phố Nam Bình, Tam Minh, Ninh Đức và phía Tây Bắc Long Nham nhiều mây. Có mưa rào vừa hoặc dông, có nơi mưa to đến rất to, các thành phố còn lại sẽ nhiều mây, có mưa rào nhẹ đến vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng Phúc Kiến cho biết,
Theo phân tích tình hình thời tiết hiện tại, vành đai mưa nằm ở miền Nam Trung Quốc trong giai đoạn đầu sẽ di chuyển lên phía Bắc đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc trong những ngày tới. Phúc Kiến nằm ở phía Nam của vành đai mưa chính và lượng mưa ở khu vực phía Bắc sẽ tiếp tục trong tuần tới. Do lượng mưa mạnh liên tục trong giai đoạn đầu nên lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ sẽ còn mạnh và liên tục trong thời gian tới. Cần đặc biệt lưu ý đề phòng ngập úng đô thị và nông thôn, sạt lở đất, lũ quét cục bộ và các thiên tai khác. Động đất ở Lệ Giang. Vào lúc 19 giờ 14 phút ngày thứ hai tuần qua, một trận động đất mạnh 7,0 độ Richter đã xảy ra tại Lệ Giang, gây ra nhiều thiệt hại và tổn thất nghiêm trọng. Sau cú sốc chính, có 2.529 dư chấn, trong đó dư chấn lớn nhất là 6 độ Richter. Sức lan tỏa của động đất khá lớn. Các tòa nhà ở Lệ Giang, Hechqing, Yongdian, Yanchan, Eduan và những nơi khác bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Khoảng 20% số nhà ở thành phố Lệ Giang và các khu vực lân cận bị sập. 51 thị trấn và thị trấn bị ảnh hưởng bởi thảm họa với dân số 1,075 triệu người và hơn 300.000 người bị ảnh hưởng nặng nề. Con số thương vong là 17.221 người, trong đó có 309 người chết, 3.925 người bị thương nặng. Hơn 30 triệu kg lương thực bị mất trắng. Trận động đất với một vết nứt lớn 6 độ đã phá hủy một khu vực rộng 18.720 km2 với một vết nứt 9 độ ở tâm chấn. Quận Jindu bắt đầu từ phía bắc của Daegu, huyện Liza, phía nam đến Dương Tây, phía nam của thành phố Lệ Giang, phía đông từ Wenhua, dòng Dadong, phía tây đến dòng núi tuyết Wenhai, Julong, có diện tích khoảng 1.225 km2. 6 đội mới của thị trấn Mensan ở quận Jindu, Kewen, Zhonghai, Baisa Township, Wenhu, Longhua và các làng khác ở thị trấn Hoàng Sơn đã bị thiệt hại bất thường 10 độ. Trận động đất xảy ra ở vùng núi và thung lũng ở Tây Bắc Vân Nam, nơi người Nasi, Bai, Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác cùng sinh sống. Những ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề trong trận động đất là những ngôi nhà dân dụng của người dân tộc thiểu số, sau đó là những ngôi nhà bằng gạch và gỗ, những ngôi nhà kết cấu khung và bê tông tương đối nhẹ, những ngôi nhà kiên cố và chất lượng xây dựng tốt về cơ bản còn nguyên vẹn hoặc chỉ bị hư hại nhẹ sau trận động đất. Cô chủ của nhà trọ Nasi Jindi ở thành phố cổ kể lại rằng khi trận động đất ở Lệ Giang xảy ra, nhiều ngôi nhà kết cấu bằng gỗ không bị sập. Các công trình điện, giao thông, thông tin liên lạc và thủy lợi bị hư hại nghiêm trọng. Trạm điện trong Jianghe bị hư hại nghiêm trọng và việc cung cấp điện đã bị ngừng. Mặt cầu sông Lunan Jinsa trên tuyến số 214 của đường cao tốc Vân Nam Tây Tạng bị nứt và cấu trúc tổng thể bị nhấn chìm. Trận động đất đã gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Là một thành phố lịch sử và văn hóa quốc gia, huyện Nasi, tỉnh tự trị Lệ Giang Nasi cũng bị đe dọa bởi trận động đất. Số người chết lên tới 290 người, chiếm 90% tổng số người và 3.736 người bị thương nặng, chiếm 95% tổng số. Du khách Trung Quốc và nước ngoài đang ở hẻm núi Tiger Leaping nổi tiếng thế giới vào thời điểm động đất cũng cảm nhận được trận động đất. Các cấp chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu trợ thiên tai, hỗ trợ khẩn cấp được cung cấp bởi Hiệp hội Chữ thập đỏ quốc tế, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan và các tổ chức khác. Tỉnh Vân Nam đã nhận được các khoản tài trợ trong và ngoài nước là 114 triệu nhân dân tệ, 102 triệu đô la Hồng Kông, 700.000 đô la Mỹ, 100,3 triệu yên Nhật và 5 triệu mark. Hơn một chục máy bay đặc biệt nước ngoài và các chuyến bay Hồng Kông, Kowloon đã vận chuyển gần 100 tấn vật liệu cứu trợ khác nhau. Chưa đầy 20 phút sau trận động đất, các đồng chí có trách nhiệm của Ủy ban Quản lý Khu du lịch tỉnh Núi Tuyết Lệ Giang – Julong và Tổng công ty Phát triển đã thành lập một nhóm chỉ huy cứu trợ động đất trong đêm và chia khu vực phát triển và thành phố cổ thành hai nhóm công tác để kiểm tra thảm họa. Đến 2 giờ sáng ngày hôm sau, đã nắm được toàn bộ thiệt hại của các công trình xây dựng trong khu phát triển và thiên tai của người lao động, đồng thời báo cáo tình hình kịp thời lên tỉnh ủy và phòng hành chính. Ngày thứ hai, tất cả nhân viên của cơ quan đều có ý thức đến đơn vị để cứu sống động đất, khắc phục hậu quả thiên tai, không ai bỏ chức, chảnh mảng nhiệm vụ. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng như nước, điện, tiếp cận, thông tin liên lạc và nước thải trong khu vực phát triển ở các mức độ khác nhau và các cơ sở không thể sử dụng bình thường. Riêng thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng đã lên tới 4,76 triệu nhân dân tệ. Ban quản lý, lữ đoàn và trụ sở chính không đợi cấp trên cứu trợ thiên tai mà đã tự lực tiến công, sửa chữa toàn bộ cơ sở hạ tầng hư hỏng trong nửa đầu năm. Vân Nam là một phần của vành đai địa chấn vành đai Thái Bình Dương và vành đai địa chấn Á Âu. Nó nằm ở phía đông của khu vực va chạm giữa mảng Ấn Độ Dương và mảng Á Âu. 4% diện tích đất của Trung Quốc đã chịu đựng và trải qua 20% về lượng trận động đất hủy diệt trung bình trên toàn quốc. Và những khu vực có thể xảy ra động đất hủy diệt chiếm khoảng 84% diện tích đất liền của tỉnh.
một trận động đất mạnh từ 7 độ Richter trở lên đã xảy ra hàng năm. Trong vòng 30 năm, chỉ có 8 trận động đất có cường độ 7 độ Richter trở lên, khiến 18.210 người chết, 50.000 người bị thương nặng và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 20 tỷ nhân dân tệ. Thưa quý vị, 28 con sông có mưa lớn ở Quảng Tây hiện đã vượt mức cảnh báo và nhóm công tác kiểm soát lũ quốc gia hướng dẫn công tác kiểm soát lũ ở lưu vực sông Châu Giang bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, mực nước các sông Quý Giang, Tấn Giang và Tây Giang ở Quảng Tây tiếp tục dâng cao, vượt mức cảnh báo và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số khu vực. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán sông Châu Giang đã phát động ứng phó khẩn cấp cấp độ 2 để kiểm soát lũ lụt. Đây là ứng phó cấp độ thứ 2 đầu tiên được đưa ra kể từ mùa lũ năm nay. Hôm nay, Tổ công tác Tổng hợp Quốc phòng đã đến tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông, khu tự trị để kiểm tra và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại lưu vực sông Châu Giang. 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Quảng Tây tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Dự báo trong 24 giờ tới sẽ có mưa to đến rất to ở He Chi, Liễu Châu, Quế Lâm, Hà Châu, Lai Bin và các nơi khác thuộc Bắc Bộ, Huigang và Guju. Và một số trận mưa lớn sẽ là mưa lớn kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn hạn và gió giật mạnh. Đài quan sát khí tượng Quảng Tây dự báo đợt mưa lớn còn kéo dài đến hết ngày 21 tháng 9. Dự báo trong 3 ngày tới, lượng mưa lớn ở Quảng Tây vẫn chủ yếu rơi vào các khu vực phía Bắc Quảng Tây, có nơi còn mưa to đến rất to, vùng Đông Bắc Quảng Tây có mưa. Lúc 9 giờ sáng ngày 20 tháng 9, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đưa ra cảnh báo lũ màu xanh. 41 trạm trên 28 sông đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo từ 0,01 đến 3,74m. Để đảm bảo an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa lũ, nhiều hồ đã được mở liên tiếp để xả lũ, trong đó có hồ chứa vừa lớn nhất Liễu Châu là Siwe River Riversoil. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa gần đây, sông Tây Giang ở lưu vực sông Châu Giang có trận lũ lớn số 6 trong năm nay, sông Bắc Giang có trận lũ số 4 trong năm nay, và lưu vực sông Châu Giang lại một lần nữa trải qua một trận lũ lớn giống như lưu vực. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 trên lưu vực sông Châu Giang vẫn có mưa lớn. Dự báo mực nước sông Tây Giang có thể tiếp tục lên và duy trì mực nước cao trong thời gian dài. Có thể xảy ra một trận lũ lớn trên sông Bắc Giang, nguy cơ lũ quét và thiên tai lũ quét ở một số khu vực là cực kỳ cao. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất trên kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!